Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Thì video hôm nay mình xin chia sẻ về vấn đề là đi học Ken bao lâu thì được chuyển việc. Tại vì dạo gần đây mình thấy là có nhiều bạn thắc mắc hoặc là có nhiều bạn là gặp cái vấn đề rắc rối trong cái việc chuyển việc này. Nên là mình chia sẻ mong rằng mọi người hiểu biết thêm về cái vấn đề này ha. Thì trước tiên thì mình nói đến cái vấn đề là hợp đồng tuyển dụng trước ha. Thì thường thì khi mà công ty nhận các bạn vào làm thì công ty và các bạn đều phải ký hợp đồng. Còn đối với mà trường hợp Haken thì là các bạn vừa phải ký hợp đồng với công ty Haken, rồi các bạn vừa phải ký tiếp hợp đồng với công ty mà các bạn trực tiếp vào làm việc nữa, cho nên là hai lần ký hợp đồng nha. Thì để mà công ty mà đưa các bạn được sang Nhật thì thủ tục giấy tờ nè, rồi các mối quan hệ, rồi hồ sơ, nói chung là nhiều lắm. Công ty phải mất công sức bỏ ra rất là nhiều, tính công sức và hồ sơ thì phải tính là tiền để mà làm những cái dịch vụ đó nữa ha. Nên là đa số những cái công ty Haken á, thì người ta thu tiền của người lao động ở Việt Nam, thì cái đó là cái chuyện bình thường. Tại vì cái vấn đề mà người ta thu tiền là để làm hồ sơ, rồi nói chung là giấy tờ các kiểu, thì tất nhiên là phải tốn tiền rồi, cái gì cũng phải tốn tiền hết ha. Đó, tuy nhiên á, thì tùy vào cái mức thu bao nhiêu, mà nói chung là tùy vào nhu cầu của mọi người mà mọi người tự cân nhắc ha. Rồi sau khi mà người ta đưa các bạn sang á, thì là vào cái công ty để làm việc, thì đa số ở Nhật á, thì những cái công ty người ta vận hành á, là người ta đã có cái kế hoạch từ trước rồi. Ví dụ như các bạn sang thì ký hợp đồng là làm bao nhiêu lâu, rồi gia hạn bao nhiêu lâu, thì khi đó thì sẽ có lịch làm việc rõ ràng cụ thể và có kế hoạch sản xuất đồ này kia để người ta nộp cho khách hàng, hoặc là sản xuất những sản phẩm gì đó để mà người ta giao cho khách nữa, thì sẽ đi đúng cái tiến độ đó. Đó, nếu như mà các bạn đột ngột nghỉ việc hoặc là mới sang có tầm khoảng 1-2 tháng hoặc là mấy tuần hoặc là chưa được 1 năm mà đòi nghỉ việc rồi chuyển sang công ty khác, thì cơ bản visa kỹ sư á, là chuyển việc được. Nhưng mà các bạn làm như vậy á, vừa mới vào rồi nghỉ, người ta lại tốn công sức, mối quan hệ rồi tiền bạc đưa các bạn sang, thì các bạn nghỉ như vậy thì công ty sẽ ảnh hưởng đến uy tín của người ta. Sau này người ta đưa những người khác vào rất là khó ha, không có ai hợp tác nữa hết. Do đó mà thường á, những công ty đó sẽ có những cái thỏa thuận, như là nếu như mà các bạn làm việc chưa hết cái số năm đã thỏa thuận mà các bạn phải nghỉ việc, mà các bạn muốn nghỉ việc, chuyển việc á, thì phải trả những cái chi phí mà họ đã chi ra. Thì cái này, điều này là hoàn toàn là không có gì sai hết, bởi vì khi đưa các bạn sang á, là người ta đã trả tiền vé máy bay nè, rồi người ta trả tiền dịch vụ làm hồ sơ ở Nhật nè, nhiều thứ lắm. Cho nên là cái số tiền đó thì người ta nói là số tiền làm dịch vụ hồ sơ thì người ta thu họ là không có gì sai hết nhé. Cho nên là do đó mà khi mà các bạn đi thì các bạn quyết định đi thì tìm hiểu kỹ xem là có cảm thấy ok hay không, chứ đừng có mà mắt nhắm mắt mở thì trước tiên sang Nhật rồi sau đó thì tính. Thì sau sau đó mà sang Nhật mà không làm đúng như thỏa thuận thì người ta sẽ làm khó các bạn là cái chuyện tất nhiên, tại vì các bạn đã không có gọi là tuân thủ theo những cái thỏa thuận trước, cho nên là người ta sẽ giống như là người ta cũng gặp khó khăn khi mà các bạn mới sang rồi lại nghỉ việc, rồi doanh thu người ta ảnh hưởng, rồi không có công việc, không có người làm, rồi nói chung là ảnh hưởng nhiều thứ cái dây chuyền sản xuất của người ta nữa ha. Nên là mình chia sẻ như vậy để mà mong rằng mọi người tìm hiểu cho kỹ trước khi đi thì thấy cái công việc nào là hợp lý và cái công việc nào là phù hợp với mình, và thật sự là mình muốn đi cái ngành nào, để mà mình suy nghĩ cho kỹ để mà mình sang Nhật được thuận lợi, không có gặp rắc rối gì hết ha. Thì video mình chia sẻ đến đây, nói chung là mình không có đứng về phía bên nào, nhưng mà về lập trường gọi là nhìn chung thì là như vậy ha. Đó, thì nếu mà các bạn nào có câu hỏi thì để câu hỏi bên dưới comment mình sẽ trả lời. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Nếu mọi người thấy video có ích thì mong rằng mọi người hãy nhấn theo dõi kênh và nhấn thích video để ủng hộ mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.